Thì anh Minh Đức bây giờ sẽ hát một ca khúc để thay lời cảm ơn đến tất cả những người yêu thương đã đến đây dự buổi cúng cơm cho ba của anh trong trưa hôm nay. Thì trong quá trình tiếp đón cũng như tiếp đãi tất cả quý vị, nếu có gì sơ sót thì cũng mong quý vị hãy vì tình yêu thương với gia đình anh Minh Đức một buổi lòng thông cảm bỏ qua cho. Và bây giờ thì chúng ta có thể dành cho anh Minh Đức, người con của bác Kiều, cũng là người cúng kỷ cơm trong trưa hôm nay, một tràng vỗ tay để anh tiến về sân khấu hát ca khúc của mình để thay lời cảm ơn được không ạ? Xin cảm ơn phần giới thiệu của MC rất nhiều. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ, thôi mời hai anh đàn gồng cứng xíu nữa nha. Thì Minh Đức cũng xin gửi đến một bài tân cổ giao duyên rất là quen thuộc, bài hát được mang tên Bánh Bông Lan. Xin mời phần hỗ trợ của Ngọc Phượng. Cho cái micro nữa. Theo lời yêu cầu của anh Sáu Nghiệp ở ấp Bình Thủy. Dạ, 100.000 hai cái. 100.000 hai cái hả? Dạ. Ờ vậy cũng đâu có mắc đâu. Trời ơi, bự chảng luôn đó anh. Bán tôi chục cái đi. Dạ, bán anh chục cái hả? Rồi anh mua nhiều dữ gì đó hả? Anh có bà con dưới đây hả? Có chứ, bà con tôi dưới này nhiều lắm à. Rồi. Còn bánh bông lan thì cánh vàng nên nhụy cũng vàng luôn. Vậy mà hễ vắng lâu thì trong dạ thấy buồn. Chắc là mai mốt tôi về tôi ở luôn nơi. Người ta bảo hãy ăn thì phải có nói, mà sao cô hà tiện với từng lời từng tiếng vậy cô hai? Dạ phải đó anh bà, có ăn thì có nói, nhưng mà từ sáng tới giờ tôi bán chứ tôi không có ăn. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy sáng giờ tôi nứt gần chục cái bánh bông lan rồi. Chắc là phải ở đây nói hoài cho thì tôi không có dám mời, mà anh muốn đi thì tôi không có dám thôi.
ở trên thành phố tôi lặn lội xuống tới dưới này. Ủa, trên thành phố không có bánh đồng làm sao? Dạ, chắc tại người đánh bột theo tay nên tôi mới nhớ hoài. Dạ, cảm ơn anh ba nghe. Để tôi về tôi nói lại. Ba má tôi nhà xe bột đổ khuôn đó. Ủa, cũng không phải. Dạ không. Ờ, mà chắc tại nhờ tay nướng khéo quá cô. Mèn đét ơi, mấy đứa em tôi mà nghe ba nói vậy chắc nó mừng dữ lắm đó. Ủa, vậy cũng không phải. Mà cô hai nè. Dạ. Cô ác làm chi vậy? Không lẽ tôi nói tôi từ thành phố lặn lội xuống tới chợ gạo là tại vì tôi nhớ. Anh nhớ, nhớ gì? Nhớ. Anh nhớ gì? Nhớ bánh bồng lan. Đâu mà nhớ kỳ cục vậy? Bông lan ma ấp miệng kề thương anh bởi câu hò lẫn tiếng hát đưa chiên con đò chạm co thân than quen hơi nhớ tiếng bước lên tìm mình quen hơi nhớ bụng tôi thiệt thà nên hỡi nghĩ làm sao thì tôi nói ra làm gì đó. Cô hai nói tôi nghe thử coi. Nếu mà anh ba xuống tới đây chỉ vì nhớ cái bánh bông lan thì để tôi gói cho anh vài chục cái anh đem theo về xứ để anh dùng. Cũng được có mấy mượn lò để anh về nướng bánh anh ăn sao? Dạ, cô hai nè. Dạ. Tôi nghe nói cái nghề làm bánh đâu phải ai làm cũng được, phải học hỏi cho đàng hoàng, rồi lại phải khéo tay chán như là cô hai vậy á. Vậy để anh ba về đưa chị ba xuống. Ơi lại còn đứa chị hai ba nào xuống nữa không biết hết. Anh ba nè, anh coi tôi tính gì anh thấy có được không anh ba? Đâu cô tính sao cô nói tôi nghe thử coi. Thì anh về rồi đưa chị ba xuống đi. Anh ba nè, chắc sao giờ mà từng tuổi này mà anh chưa có vợ. Dạ từng tuổi này tôi ở có mình ơn à. À tôi biết rồi, chắc có lẽ anh ba khéo lọc lừa kém chọn nên chưa có cô nào vừa mắt hết, có phải không? Dạ cũng có lọc lừa có kém chọn chi đâu, tại cái mùi gì bánh bông lan mà cả đời tôi quên không được. Hay là để tôi làm mai cho anh cô bạn làm bánh bông lan theo những nơi này. Cô hai nè. Dạ. Cô hai ác là chi vậy? Nói gần nói xa không qua nói thiệt. Tôi lặn lội từ Sài Gòn xuống tới chợ gạo là tại vì tôi nhớ. Ủa anh nhớ, nhớ gì? Nhớ. Nhớ cô hai. Dạ cảm ơn rất là nhiều. Dạ xin cảm ơn.